9 tạo hình cổ trang trong phim Trung Quốc nhìn là phát ngốt. Thứ nhất, đó là tạo hình của Phạm Băng Băng trong bộ phim Võ Mị Nương Truyền Kỳ. Nói về độ lộng lẫy trong tạo hình, khó có bộ phim nào qua mặt được Võ Mị Nương Truyền Kỳ của Phạm Băng Băng. Trang phục của Mị Nương trong phim luôn rất cầu kỳ, mức độ đầu tư còn tăng gấp bội khi Mị Nương lên ngôi. Y phục của Mị Nương khiến người xem choáng ngợp vì bộ nào cũng ngồn ngộn họa tiết, mũ mão dát vàng, trang sức lấp lánh từ đầu đến chân. Những bộ cánh tầng tầng lớp lớp với họa tiết rồng phượng uy nghi của Võ Tắc Thiên dễ gây hoa mắt. Phạm Băng Băng nổi tiếng với những vai diễn ăn diện cầu kỳ, lộng lẫy hết mức có thể. Tạo hình đắt kỷ trong Phong Thần Bảng Truyền Kỳ của nữ diễn viên gây choáng khi dát vàng toàn thân, từ mũ miện đồ sộ cho đến trang phục tỉ mỉ. Thứ hai, đó là tạo hình của Can Đình Đình trong bộ phim Khai Phong Phủ Truyền Kỳ. Can Đình Đình cũng có cơ hội làm người trên vạn người trong Khai Phong Phủ Truyền Kỳ. Nữ diễn viên vào vai Lưu Thái Hậu luôn toát lên vẻ uy nghi, áp chế người khác qua cách ăn mặc tầng tầng lớp lớp. Thứ ba, đó là tạo hình của Trương Hàm Vận trong bộ phim Lan Lăng Vương Phi. Khi Lan Lăng Vương Phi tung poster, Trương Hàm Vận đã nhận được nhiều lời khen dành cho nhan sắc lộng lẫy quý phái. Trang phục cô diện trên phim được thiết kế chi tiết, áo choàng dài màu đỏ nổi bật. Tuy vậy, phần tóc trang trí quá nhiều lông vũ và chuỗi cườm bị che rườm rà và khó hiểu. Tiếp theo là tạo hình của Can Đình Đình trong bộ phim Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký. Y phục cưới là cảm hứng bất tận của các nhà thiết kế trang phục phim Hoa ngữ. Mũ phượng đồ sộ, họa tiết ám vàng tinh xảo cùng trang phục nhiều lớp là cách để các nhà làm phim khoe độ đầu tư khủng. Can Đình Đình được diện y phục hoành tráng trong Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký. Tiếp theo, đó là tạo hình của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong Khuynh Thế Hoàng Phi. Cặp đôi Lưu Liên Thành và Mã Phước Nhã xứng danh là trưởng ban chống rét với bộ trang phục dày cả tấc, chưa đủ ấm, cả hai còn gắn lớp lông vũ viền quanh cổ. Nhìn y phục của Khuynh Thế Hoàng Phi, hẳn khán giả xứ nóng chỉ cảm thấy chết ngốt. Thứ sáu, đó là tạo hình của Thư Sướng trong Lộc Đỉnh Ký. Kiến Ninh của Thư Sướng không chỉ là Kiến Ninh bạo dạn yêu đương nhất mà còn là phiên bản ăn mặc khó đỡ nhất. Bộ y phục lúc thành thân của nàng công chúa này đến nay vẫn là những thảm họa thời trang nổi nhất trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Thứ bảy, đó là tạo hình cổ trang của Lưu Dược Phi trong bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Tạo hình của Lưu Dược Phi trên phim trường khá thanh tao, thướt tha, tôn vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của cô. Riêng tạo hình hậu nhân nữ oa trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là ngoại lệ. Mũ kết cấu cầu kỳ, kiểu tóc khó hiểu và trang phục đồ sộ đã làm giảm nhan sắc của thần tiên tỷ tỷ không ít. Thứ 8, đó là tạo hình của Tuyên Huyên trong bộ phim Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến. Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến tuy còn nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung, nhưng khoản phục trang thì ai cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Tuyên Huyên được diện bộ y phục cưới kết cườm, thêu hoa toàn thân, mũ phượng nhiều chi tiết rối rắm khó tả. Thứ 9, đó là tạo hình của Phùng Thiệu Phong và Lâm Y Thần trong La Lăng Vương. La Lăng Vương và Dương Tuyết Vũ của Phùng Thiệu Phong và Lâm Y Thần có thể tranh giữ vị trí cặp đôi ăn diện nhất màn ảnh nhỏ. Trang phục của chiến thần và thiên nữ bao gồm nhiều lớp phức tạp, giáp chiến chạm trổ tinh xảo cùng áo choàng đính lông vũ, khảm hoa cầu kỳ, đảm bảo khi hai người bên nhau không ai có thể cướp sân khấu.